Anh em đang sợ đồng đội chê khi không có skin súng xịn, hay sợ người yêu đá khi không có skin súng level cao? Đừng lo chuyện đó, hãy đến ngay với shoplaogio.vn. Chỉ với 100k có ngay một ạc có skin súng nâng cấp level cao. Đặc biệt, có cơ hội nhận miễn phí ạc cực VIP khi tham gia mini game trên kênh Lão Gió mỗi tuần. Còn chần chừ gì nữa, ghé shop luôn nào. Link shop ở bên dưới phần mô tả nhé. Yo, xin chào tất cả những người bạn có mặt trên kênh của mình. Mình là Lão Gió đây. Đến với video ngày hôm nay thì chúc toàn bộ các bạn đang xem clip của mình có một ngày thật tốt lành và có một buổi tối thật là vui vẻ và ấm áp bên gia đình người thân nhé. Hôm nay thì sẽ tiếp tục là một cái thử thách đây. Thử thách đến từ bạn có tên là Mạnh Nguyễn. Bạn yêu cầu mình sử dụng combo cổ đại và tương lai để mà lấy top 1 đấu danh. Đấy, thì ok, hôm nay chúng ta chiến nha các bạn. Hiện tại thì mình cũng đang đi solo squad luôn đây. Đi solo danh thì nó hơi ít kill, với lại bắn nhau nó cũng hơi ít, nên là mình sẽ đi solo squad nhá. Trừ những cái thử thách nào mà nó không thể nào đi solo squad thì mình mới đi solo danh thôi. Chứ còn nếu như mà được thì mình sẽ cố gắng đi solo squad để các bạn xem được mãn nhãn hơn nha các bạn. Mình sẽ bắt đầu đi vào vùng xanh. Đương nhiên rồi, vùng xanh là cái nơi mà mình luôn luôn muốn xuống mà. Thứ nhất là nhiều đồ, thứ hai là đầu game sẽ có nhiều địch để bắn nhau các bạn. Đấy, lụm một kill liền. Rồi, còn đồng đội bạn ý nữa. Từ từ nha, để mình thăm dò xem là có mấy người nha. Nếu như mà thấy em là mình sẽ công vào liền đấy. Cái cây Ska cổ đại này thì các bạn cũng biết rồi, nó không hề mạnh nha. Quan trọng là cái cây M1887 tương lai thôi. Mình đang muốn kiếm nó trước khi mà mình tiến vào vùng xanh. Tại vì phải có nó thì mới giao tranh được các bạn ạ. Chứ mà cầm cái cây Ska này đi giao tranh tầm gần là hơi căng ấy. Mấy bạn ấy không thèm cứu đồng đội luôn kìa. Thôi rồi, chơi này nó không ổn rồi. Mình sẽ tìm cách mình công nha. Nhưng mà mình nãy giờ vẫn chưa tìm thấy cái cây M1887 tương lai của mình đâu. Bắn tạm cây Ska vậy. Đây đây đây. Yeah, sọt găng cơ à. Rồi, yếu nhá. Nè. Lụm lụm các bạn. Đấy. Đâu phải là cứ sọt găng là sẽ ăn được Ska đâu. Ngon liền. Quan trọng là các bạn phải đặt keo nhanh các bạn. Đặt keo đúng thời điểm bạn đi bắn là ngon nè. Mua thêm cái chip tạo keo nào các bạn ơi. Đây rồi. Ok. Mình đang rất là cần bông keo, nên là mình cần phải có nhiều cái kinh nghiệm để mà tăng cho cái máy tạo keo hơn. Chứa nhiều bông keo các bạn. Và có người này, áo đỏ chứng tỏ là đẹp trai rồi. Ê bạn ơi. Ôi dồi, kéo tâm mà bạn. Mùa này. Mình xin. Cần 4 luôn ghê chứ. Cân 4, cân 2 thì không biết, nhưng mà gặp mình cái là tắt điện rồi. Buồn ghê. Nãy giờ mình đi quanh quanh mà mình toàn gặp người 1 không à. Chưa gặp team nào 2 hay 3 người hết nha. Có đồng đội bạn ấy tới này, mình có nghe tiếng bước chân. Chạy đâu rồi? Lút đổ. Ok, clear. Cứu đồng đội thì không lo. Thấy cái xác cái là lao vào lút đồ liền. Hay thật chứ. Và rõ ràng là biết ở đây có người nha. Ê ê ê, vẫn còn vẫn còn. Trên nhà. Chơi được đấy bạn ơi. Ê ê ê, bạn ấy có súng phóng lựu các bạn. Hết chưa? Hết chưa bạn? Còn không? Ui, hình như là vừa bị ai bắn bay đầu kìa. À, bên ngoài. Mình sẽ tiêu diệt cái thanh niên đang chạy vào trước. Đó, yếu. Không có góc để gạt nhờ. Tiếc thế. Vẫn còn kêu kìa. Ây da, không được rồi các bạn ơi. Khá là yếu rồi đấy, nhưng mà mình không làm gì được. Trên kia thì có một thanh niên đang gục rồi, nhưng mà cũng không gạt được luôn. Thôi thì tìm tiêu diệt thanh niên mà đang chạy tới vậy. Rồi, vừa hết xu luôn. Lộ diện nào chàng trai. Góc này à. Bạn luồn đi đâu? Luồn làm sao mà khỏi mình được.
Nào, ra đây bạn ơi. Không chạy bo luôn à? Hay là bay mất tiêu rồi? Ủa? Rõ ràng là cái UAV nó báo ở đây mà nhờ. À đây đây đây, mình thấy rồi các bạn ơi. Có bom keo trắng ở đây rồi. Thế là ra bạn ấy muốn cứu đồng đội à? À, cứu đi bạn. Cứu đồng đội này. Lụm lúa nha các bạn. Rồi, mình sẽ đi vào bo thôi. Bo này nó khá xa đấy. Mà nãy trên nhà này có người gục. Nhưng mà chắc giờ này cũng xong lâu rồi. Ok, vào bo thôi. Bo này nó sẽ khá là xa đấy. Bo thu gần xong luôn rồi kìa. Nhanh thật chứ. Trước mặt có thính luôn kìa các bạn ơi. Ê, có tiếng bắn súng luôn nha. Phía bên tay trái của mình. Có đúng một tiếng không thôi các bạn. Mình tưởng nhiều nhiều xíu lên đây thăm dò kiếm kill ấy coi. Vâng, có vẻ như không có rồi. Hình như là đi rồi sao ấy. À đây đây. Bay đầu. Cứu đồng đội hay là làm gì đấy bạn. Ê, trời 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 trời. Trò gòn với chúng tôi hả? Bắn cái đầu đỏ chết luôn các bạn. Không biết là còn hay không nhưng mình cần phải tranh thủ bơm máu hết đấy nha. Làm gì thì làm chứ ưu tiên bơm máu vẫn là hàng đầu nha. Không nên bỏ qua đâu. Lút đồ trước mà không chịu bơm máu là toang ấy các bạn. Chúng ta còn 12 người. Nãy giờ vẫn chưa có một team 4 người nào. Đây rồi, thấy rồi. Ơ kìa. Rồi, gục. Team này vẫn còn nha các bạn ơi. Đấy, yếu lắm rồi đấy. Yếu dã man rồi đấy. Ai ai ai, có người công lên kìa, ghê không? Lên đây không bạn? Ủa? Đặt keo ra thôi à? Đây, tặng bạn trái liệu nhá. Không tới rồi các bạn ơi. Các bạn bên dưới kia thì mình cũng chưa gạt được. Thôi thì mình lại vào bo vậy. Tầm này rồi, tốt nhất là không nên công ngẩu lên làm gì. Đầu bo thì mình có thể gọi là công lên rồi bắn nhau các thứ. Nhưng mà cuối bo thì mình sẽ tập trung vào việc chạy bo và chiếm giữ những cái vùng bo đẹp nha các bạn. Không biết là các bạn chơi game như nào nhưng mà mình thì mình hay thích cái kiểu lối chơi nó chắc chắn một tí lắm. Chứ chơi kiểu cứ công ngẩu lên bắn là mầm mầm. Nhiều khi thì công nhận là nó đẹp thật, nó hay thật nhưng mà cái tỷ lệ top 1 nó thường ít lắm các bạn. Kiểu như công lên 10 lần đâu phải lần nào cũng được thành công đâu. Quan trọng là phải chắc chắn cơ. Ây da, cái rủ lượn xuống nhanh quá các bạn ơi. Khó bắn quá. Nhưng mà rồi thiên nhiên ấy cũng sẽ chết thôi. Bay qua góc đấy thì cũng khác gì là án tử đâu mà. Đây, nhà này khá là đẹp. Khi mà các bạn mà nấp ở những cái góc mà các bạn muốn cam người khác ấy thì nên chọn những cái góc mà nó che được nửa người các bạn nha. Nó che được từ ngực xuống nha. Thì địch khi mà bắn ấy nó sẽ không có bắt tâm vào. Các bạn sẽ lợi thế hơn nhiều. Cái này nó giống như kiểu là một cái nghệ thuật chọn vị trí ấy các bạn. Hoặc là khi mà các bạn đặt bom keo ra cũng vậy. Các bạn lòi lên thì các bạn bắn thì các bạn lòi nửa người thôi. Đừng có lòi hết cả người ra. Thì nó dễ bắt tâm vào người lắm. Như thế là nó sẽ bị bất lợi hơn nhiều so với người ta đấy. Còn 5 người à. Ê, trên đây có một người kìa. Thanh niên này làm gì đấy? Đứng cam cam mình các bạn. Rồi, lộ. Khánh khá khá à. Tên được các bạn ơi. Bên trên có một người nha. Rồi. Bé tạ hay là cái gì tèo tạ đó. Còn một thôi các bạn. Ủa? Làm gì vậy bạn ơi? Hay là bạn ấy chưa biết mình ở đây ta? À, biết rồi. Nhưng mà bạn ấy không hề muốn xuống đây một tí nào. Mà thực ra thì cũng chẳng dại gì mà chạy xuống đây làm gì đúng không các bạn? Tại vì ở trên nó lợi thế hơn mà. Bây giờ chỉ chờ thôi, chờ xem ai lợi thế hơn thì người đấy được thôi. Rồi, hình như là bạn ấy đang muốn di chuyển xuống đây rồi. Ok, xuống đây là tốt đấy bạn. Ở trên đấy làm gì?
Đó. Rồi, yếu nhá bạn ơi. Bây giờ mới là cơ hội của mình đây này các bạn ơi. Tới giờ công lên rồi. Chiếm lợi thế lên một cái là phải công lên liền. Hồi phục chưa? Có vẻ như bạn ấy hồi phục kịp rồi. Chạy ra ngoài bạn. Ghê, bom kèo nhanh đấy. Bom kèo nhanh đấy. Trâu với chúng tôi hả? Lượm nha các bạn. Lâu ngày không bắn cái cây Ska cổ đại với lại màu 87 tương lai. Tự dưng cảm thấy hôm nay quyết tâm cảm giác nó mượt nhỉ. Okay, thì thử thách ngày hôm nay đến đây là hoàn thành nha các bạn. Thì cảm ơn các bạn đã xem video và chúc các bạn có một ngày thật tốt lành. Đợt này thì mình đang hơi đau họng nên là bình luận nó hơi bị phèn. Có gì thì các bạn thông cảm cho mình nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những clip lần sau. Bye bye.